Đỗ Thị Hà lọt top 27 vào vòng 2 của phần thi tài năng, sẵn sàng cho sự bùng nổ vào bán kết. Hà thấy cái phần sơ khảo thi tài năng của mình tốt hơn lúc mà mình làm ở Việt Nam rất là nhiều. Hôm stand up hôm đấy là lịch trình của mình rất là dày, diễn 4-5 phần một lúc nên là mình hơi run. Trong ngày thứ 6 tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới Miss World 2021, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang thể hiện phong độ rất tốt. Một mình chinh chiến cùng hơn 120 đại diện sắc đẹp đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ, nàng hậu đã rất bản lĩnh và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía đối thủ và khán giả. Đỗ Thị Hà tiếp tục cập nhật tiến trình của tham gia Miss World 2021. Nàng hậu 20 tuổi không giấu được sự hạnh phúc khi nhận được kết quả khả quan sau vòng thi tài năng với tiết mục biểu diễn đàn tờ rưng. Cô đã đạt top 27 thí sinh xuất sắc nhất, đặc biệt đại diện Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách công bố kết quả. Trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam tự hào thông báo: Good morning Việt Nam, chào buổi sáng khán giả Việt Nam. Thông báo với cả nhà một chút tin vui là Hà được lọt vào vòng 2 của phần thi tài năng. Tối mai Hà sẽ thi bán kết. Hà cảm ơn cả nhà về sự góp ý cũng như ủng hộ của mọi người. Nhờ vậy mà mình đã làm tốt hơn. Dòng thông báo của người đẹp xứ Thanh đã khiến người hâm mộ vô cùng yên tâm và tự hào. Trước đó, trong buổi livestream vào khoảng 11 giờ tối ngày 26 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Đỗ Thị Hà chia sẻ cô đã thể hiện rất tốt phần thi tài năng, tốt hơn cả khi biểu diễn tại Việt Nam. Tại phần thi, đại diện Việt Nam đã thể hiện một tiết mục đàn tờ rưng với ca khúc Cô gái chót vong, mang trọn vẹn nét đẹp và sự mạnh mẽ, hiền dịu của con người và văn hóa nước nhà. Những âm sắc đặc biệt từ loại nhạc cụ đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên tái hiện rõ vẻ đẹp của non sông nước Nam. Nàng hậu mong muốn nét đẹp này đến với bạn bè quốc tế thông qua cuộc thi Miss World 2021 và đã đạt được thành công mặc dù việc học chơi đàn tờ rưng rất khó. Đối với Miss World 2021, Đỗ Thị Hà đã trải qua một quá trình tập luyện nghiêm túc và đầy nỗ lực. Trong những buổi hoạt động của khuôn khổ cuộc thi, cô luôn cố gắng tạo hình ảnh chỉnh chu nhất từ trang phục biểu diễn đến những buổi tập luyện. Trong buổi tập nhảy mới đây, nàng hậu tiếp tục lựa chọn trang phục thể thao khỏe khoắn, khoe trọn sắc vóc, đặc biệt là đôi chân dài 1m11 và vòng eo con kiến. Màu sắc Đỗ Thị Hà lựa chọn thanh lịch nhưng rất nổi bật, đốt cháy cả phòng tập khi xuất hiện. Bây giờ thì Hà sắp có một buổi tập nhưng mà tại vì đói quá nên là mình sẽ lấy bánh tráng ra ăn. Đỗ Thị Hà tâm sự bản thân cũng rất lo lắng về phần thi nhảy. Các đại diện đến từ các nước châu Âu rất bốc lửa, nhảy rất sexy. Nhưng không vì thế mà nàng hậu thấy nản chí mà càng thêm quyết tâm luyện tập chăm chỉ hơn. Các bạn châu Âu với lại châu Phi, các bạn nhảy rất là bốc lửa, rất là sexy, rất là kinh khủng lắm. Trong thời gian tham gia Miss World 2021, Đỗ Thị Hà luôn chứng tỏ đại diện Việt Nam là một chiến binh mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang về vinh quang cho nhan sắc nước nhà. Nàng hậu được các đại diện khác khen ngợi về sự thanh lịch, tự tin, một màu sắc đậm chất Á Đông. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!